chào quý cô chú anh chị cùng tập thể các bạn. Rất vui được gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 16:30 ngày 31 tháng 8 năm 2024. Những hình ảnh rất đẹp ở bên đường phố Hà Nội, quý cô chú anh chị và các bạn. Đây, một chậu hoa ngay ở trên đường, trên tuyến phố Hàng Bông. Sáng bây giờ thủ đô Hà Nội nắng chói chang, quý vị và các bạn. Đấy, quý vị và các bạn, những hình ảnh ở ngã tư cửa Nam. Chiều nay em Việt sẽ mời quý khán giả cùng em Việt đi một vòng từ ngã tư cửa Nam qua tới phố chợ Đồng Xuân. Nhiệt độ bây giờ rơi vào khoảng 36 độ C. Đấy, quý vị và các bạn thấy những cách đi tham quan toát hết mồ hôi rồi. Quý cô chú chị và các bạn tới kênh của em Việt Sông Việt, hãy tặng em Việt Sông Việt một like ạ. Quý khán giả lần đầu tới kênh hãy đăng ký kênh ủng hộ. Hôm nay thủ đô Hà Nội rất oi. Những hình ảnh kinh doanh buôn bán ở ngõ Hàng Bông, em Việt thấy nát đát cũng có khách. Quý cô chú chị và các bạn xem những hình ảnh về phố phường Hà Nội thì hãy chia sẻ clip để nhiều du khách biết về không khí rất nhộn nhịp, để du khách sắp xếp một dịp gần nhất tới tham quan thủ đô Hà Nội. Vâng, em Việt đang ở ngã ba Phùng Hưng và Hàng Bông. Những hình ảnh trên đường phố Hàng Bông. Nước mía em Việt thấy cũng đông khách, bãi nước mía rất to. Các du khách đang tham quan phố cổ Hà Nội. Rất đẹp. Trước màn hình là ngã tư Hàng Bông, Quán Sứ và phố Hàng Xa. Và trước màn hình là ngã tư Phủ Doãn, Hàng Bông và phố Đường Thành. Rất nhộn nhịp trong du khách nước ngoài.
tôm hùm cạnh ăn mặt nóng bỏng quý vị và các bạn. Đây là ngã tư phố Hàng Bông và Lý Quốc Sư. Rất đông các du khách nước ngoài. Đấy, chúng tôi thưa chị và các bạn, đấy, những hình ảnh rất đẹp. Từng tốt du khách đang tham quan phố cổ Hà Nội. Các du khách nhìn thấy những chiếc áo dài rất đẹp đang gọi khách vào xem. Màn hình là ngã tư Lương Văn Can và đường phố Hàng Gai. Rất đông các du khách, các du khách ăn mặc rất phong cách.
Trước màn hình là ngã tư phố Hàng Bồ, Hàng Đào và Hàng Ngang. Những hình ảnh trên đường phố Hàng Bạc, đường vị của các bạn. Màn hình là trước cửa chợ Đồng Xuân, các cửa hàng bán bánh trung thu bắt đầu dựng các quầy hàng để phục vụ người dân thủ đô Hà Nội rồi. Thân thiện với những người Việt Nam. Đây, một đoạn.
các quầy bán đồ trung thu đã xuất hiện ở trước cửa chợ Đồng Xuân rồi. Cảm ơn quý cô chú chị cùng hai việc đi một vòng. Từ ngã tư cửa Nam qua tới chợ Đồng Xuân, chúc quý cô chú và các bạn luôn dồi dào sức khỏe và hẹn gặp lại quý cô chú.